Chào các em. Thì hôm nay là thầy sẽ quay cái video giải về 35 câu viết lại câu nha. Thì câu số 1. Câu số 1 á, thì cái này là người ta kiểm tra mình diễn đề áp dụng cái quiz nè. Cái vấn đề mấu chốt á, là các em phải hiểu á. Này, wish tức là mong ước một điều gì đó. Ha. Quyết thì nó có đi với mệnh đề, thì cái mệnh đề nó sẽ giảm thì xuống nó, và nói ngược với câu đề. Thí dụ đề nó nói là it is nice thì tức là rất là tốt, rất là gì đó. Khi to be là hành động này, tức là mình phải lấy cái động từ to be này, chứ không phải lấy cái động từ to be ngoài đây, là mình nói ngược lại ha. Thì đã phải hiểu bài, nó ước mong ước điều gì thì mình viết lại câu đó. Ở đây có thể là dùng were số nhiều hoặc là số ít cũng được, nhưng mà chủ yếu là các em nên dùng giả định thì dùng số nhiều cho nó chắc ăn. Thì thầy cũng ôn là cái gì wish cho các em, thí dụ như câu đề. Câu đề thí dụ là tôi không có một con mèo, thì bây giờ tôi ước là mình nói ngược lại câu trên, tức là mình ước cái điều mình có, tức là tôi có nhưng mà mình phải lùi thì xuống. Ở trên này hiện tại thì mình lùi, vậy là quá khứ, giờ mình nói ngược lại không có thành có. Đó là cái câu cơ bản nhất. Nhưng mà có những cái câu khó hơn như thế này, thí dụ như người ta nói là don't go out đó, vậy nó không có chủ từ gì cả, mình ước là ước cái gì. Vậy đây cái chủ ngữ đâu đó. Ở trên câu đề như câu này thì là tôi không có mèo, tôi ước là tôi có, nó có chủ ngữ dễ dàng rồi. Thì đối với câu mình là này, thì bước nào các em sẽ thấy vấn đề nó khó khăn, thì mình phải hiểu á, là câu mình là nó chủ từ là you đó, giờ đó mình phải thêm chủ từ nó vào. À, tôi ước bạn không đi ra ngoài, thì mình vẫn viết cái điều đó chứ không phải mình nói ngược lại. I didn't go out. Thì em thấy tại sao mà trên đây nó có not mà dưới đây nó vẫn có not nữa. Thấy nha, tức là lấy ý mình học mà mình hiểu ý, chứ không phải là mình cứ nói ngược. Quen là ví dụ không có thì ước thành có, cái này là đừng đi là ước đi, không phải vậy. Thấy nha, mình phải lấy cái ý nó vô thì đưa ra. Còn thí dụ như câu tiếp theo là I like, tôi thích gặp, bây giờ tôi thích gặp cô ấy. À, tôi ước thì mình thấy đọc câu đề mình ước điều gì. À, mình ước là ước cái động từ gặp này nè, thấy nha. Giờ đó mình sẽ viết lại cái câu là mình phải ước mình gặp liền đó, tôi ước. À, nhưng mà cái này thường thường người ta thêm code vô. À, đó. Tôi ước là tôi có thể gặp cô ấy. Nói chung là mình phải dùng quá khứ vào chỗ đây. Lấy ý. Nhưng mà có một điều trong cái câu này các em lưu ý chỗ này nè. I wish. Thường thường là mình thường thường mình thấy tomorrow ha, thì mình sẽ chia thị tương lai. Đó. Thì thường thường ở chỗ này là mình sẽ là chia là sẽ gặp cô ấy chứ vậy. Vậy em làm như thế này, lùi thì xuống mà ha, ngày mai là will thì lùi xuống would, thấy đúng quá chứ gì. Nhưng thực sự câu này sai. À, tại sao sai? Thì các em lưu ý đối với này with, thì các em lưu ý cho một điều là đối với chủ ngữ ha, đối với ngữ là cái chữ ai này nè, thì không được bao giờ dùng được will would gì cho đây cả. Nó với with đó nha. You wish to go to quit thì chủ ngữ phía sau là ai thì không được dùng would chỗ này. À, đó là điều người ta cấm kỵ, phải đổi thành could. Chứ đừng có nghĩ là ngày mai là phải dùng will would. Đây là một lưu ý, quit này dễ bị sai lầm nha. Đó. Rồi tiếp theo qua câu số 2 ha. Câu số 2 thì nói chung cấu trúc này thì cũng không có gì, này chỉ nói câu thôi. Mình thấy hai câu thì nói là dùng mình đều hệ thôi chứ không có gì hết. Cái này dễ ha.
S là sở hữu nè. Thì mình thấy bằng whose. Câu này lớp 12 em dễ rồi, cho thầy qua cho qua luôn ha. Thế bằng câu số 3. Câu số 3 thì đây là viết lại thì các em thấy if là viết lại câu điều kiện rồi. Cái này mình phải nắm vững vàng ha. Nhìn mình thấy trên đề là hiện tại thì viết lại câu thường thường mình nói ngược lại là dùng quá khứ loại 2 thôi ha. Chủ yếu có trúc là that's why nè. That's why thì có nghĩa là vì thế đó. Do đó mình phải dùng điều kiện loại 2, chỗ này mình nói ngược lại ha. Tức là cái trên ta nói speak thì mình nói là dưới đây mình đảo ngược là không speak. Didn't speak, dùng loại 2 chỗ này. Ở đây thì cũng dùng ngược lại thôi. Câu này cũng dễ ha. Tiếp câu số 4. Số 4 đây là một dạng đặc trưng nè. Tôi nghĩ là thí dụ những cái câu này nó dạng dễ là áp dụng cho chương trình thí dụ tốt nghiệp thôi. Chứ mấy câu mà trúng đại học thì nó không dễ vậy đâu. Nhưng mà nhiều em nào yếu mà không có nắm này thì cũng nên nắm vững vàng lại ha. Tại vì tôi tính số điểm thì mình năm nay mình thi gộp chung, do đó là tú tài tốt nghiệp với lại đại học nói chung. Do đó mấy câu dễ thì mình lụm điểm thì mình cộng lên, mình đẩy cái điểm đại học lên nó cũng đỡ. À. Thì này cấu trúc này là lần cuối cùng tôi làm việc đó ha. Thì đây tôi không làm việc đó từ bao lâu. Thì cái này từ lớp 9 đã có cấu trúc này rồi, mà nó hay lấy làm lớp 12 lắm. Do đó thầy ôn lại cho các em cái này luôn. Mấy em mà nào mất căn bản là nên coi lại này nha. Thì ở đây là cái phần lý thuyết nè. Lý thuyết là chuyển đổi qua lại từ cái thể hiện tại hoàn thành sang của cái đơn và ngược lại nè. Đó, thì các em chú ý mấy cái thầy tô đậm trong đây nè. Thì có những cái là lần đầu tiên ha, the first time, mà lần đầu tiên. Lần đầu tiên thì nó làm cái hành động này thì nó sẽ có cái cấu trúc là never before, trước đây chưa bao giờ có làm này. Đó, lần đầu tiên làm, chưa bao giờ làm trước đây. Thì hai cấu trúc này, mấy cái mà thầy tô đậm đậm đây các em lưu ý thì mình sẽ ứng dụng vô. Đó. Còn cấu trúc thứ hai là có chữ bắt đầu nè, start, begin nè. Bắt đầu làm cái gì đó cách đây bao nhiêu lâu, thì đối với hiện tại hoàn thành thì mình sẽ đổi là dùng cái động từ bước in này nha. In hoặc có khi nó dùng to thì mình lấy cái động từ này mình xuống làm động từ chính trong này, không được dùng lại start, begin chỗ này nha. Đó. Rồi ago các em đó, chú ý là nó sẽ đổi sang for chỗ này. Chứ chưa khó giờ tiếng Việt là sẽ ra liền à. Bắt đầu học tiếng Anh 3 năm trước thì tới bây giờ thì học tiếng Anh được 3 năm, anh sẽ dùng cái động từ thứ hai và dùng for khoảng thời gian này. Hay cấu trúc. Còn nếu mà có chỗ ago nó không dùng mà nó dùng when cộng bên đề á, khi nào á, thì các em đổi thành seen, when sẽ đổi thành seen từ khi. Đó. Cái mẫu số 3 có chữ last như chữ when chỗ này, lần cuối cùng đó, đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng tôi làm cái gì đó ha, là khi. Thì mình sẽ viết lại là nó sẽ có chữ haven chỗ này. À, tôi không làm chuyện đó từ khi, từ là seen đó. Đó, các em áp dụng và nó sẽ có từ được biến thành seen. Cái mẫu số 4 thì the last time là mấy cái màu đỏ đặc trưng của nó, to be worse sẽ dùng ago thế này. Thì các em đổi hiện tại hoàn thành sẽ dùng hết xanh làm hành động đó, for. Thường thường ago là đổi thành for đứng trước đây. Đó. Mẫu số 5 là nó dùng is, rồi nó còn khoảng thời gian. Rồi có lần cuối của last á, thì mình viết là mình không làm hành động đó trong bao lâu. Các em nhìn ví dụ là dễ rồi. Nó 10 năm từ khi tôi gặp anh ấy lần cuối. Thì tôi không gặp anh ấy là 10 năm nay. Để ý kiểu này, có khi nó cho ngược cho xuôi nha. Để ý học thuộc mẫu này, dịch ra được. Mẫu 6 thì nó dùng từ cái cấu trúc when thì dùng quá khứ đơn, thì đổi sang how long là hiện tại hoàn thành thôi. Cái câu này nó dính cái câu trong bài mình nè, nó cũng có when how long ở dưới nè. Đó. Thế nha, là câu này là các em lưu ý.
Nhưng mà cái vấn đề trong đây là nên sai nè, lát giải đáp sẽ có cái từ sẽ các em thấy sai cái lỗi này, thầy sẽ sửa trong cái bài đó luôn. Rồi qua câu số 5 ha. Câu số 5 thì cái câu này nó bắt đầu nó khó cái vấn đề gì đây. Các em coi là giải tính nha. Thì để ý cái chỗ thường thường là đeo đầu câu thì nó sẽ đi to be. Các em nhìn thấy câu đề này không có to be gì đâu. Đó, mà dưới đây tự nhiên to be này biến đâu ra. Đó, là vấn đề mấu chốt là chữ there này thường thường mình dùng there với to be. Nếu mà dùng there is, there are thì các em quen quá rồi ha. Nhưng mà nó lại để chữ there used to. Câu này thiếu be ha. They used to be. Cái đề đáp án này thiếu. Giờ thì sửa lại nè. They used to be. Tức là có một cái gì đó. Thì cái mẫu này các em chú ý cho thầy chỗ này nè. Cái đề nó sẽ có cái từ have là có. Cái từ này nó chi theo thì, có thể hiện tại, có thể quá khứ, nó tùy. Nhưng mà để cái dạng này nè. Thí dụ nó nói cái vật đó, cái danh từ đó nó có. Có cái gì đó. Rồi là cái nó viết lại, nó để chữ there đầu câu là các em phải biết ngay là there đó là there đi với to be. Tiếng Anh nó có hai cái có. Nếu dùng chữ have và có thì nó phải có chủ ngữ. Ví dụ tôi có quyển sách căn nhà có bốn cửa sổ, tức là nó phải có một cái chủ ngữ sở hữu rồi nó mới dùng cái có này. Khi mình dùng mà there be á thì tức là không có đối tượng có. Thí dụ mình nói là có hai quyển sách trên bàn, có 10 người trên phố, tức là không có cái ai sở hữu nó cả, thì người ta sẽ dùng there đầu câu. Và chia to be sao, cái câu nãy là nó dùng là you to là đã từng có, cho nên nó chèn có đúc you to cho mình thấy khó thôi. Thực sự các em hiểu vấn đề ra là phải there là phải đi to be. Thì tóm lại là cái vật này nó has, nó có cái gì đó, thì các em thay đổi câu là there are, there is gì đó, bao nhiêu cái việc gì đó trong cái village. Tức là đề cái gì có thì các em là biến thành cái nơi chốn đó. Ví dụ trên đây là ngôi làng có hai trường thì mình có hai trường trong ngôi làng. Ví dụ ở nhà, nhà có bốn cửa sổ thì mình nói là có bốn cửa sổ trong căn nhà, cái kiểu viết đó. Còn thì thay đổi trên YouTube gì đó thì theo ha, chú ý cái này. Rồi vào câu số 6. Câu số 6 này, câu này có cái 7 chỗ câu bị động, mà cái này em trước thầy dạy bị động rồi, thì em nào học lớp online thì đã biết cái lỗi này rồi. Mà thầy thấy mấy em đọc bài nãy thì cũng có người bị sai ha. Đó bây giờ ôn lại ha. Em nào chưa biết thì biết cái lỗi cái 7 của xài câu bị động này. Là cái chỗ màu xanh xanh này các em thấy nè. Cái đề thường thường là câu bị động là mình chỉ chú ý cái phần là động từ với ba rồi thôi. Như đây là mình thấy nè, đem lên là chú ý cái phần là to be turned off thôi. Còn khúc sau cứ viết lại. Chỗ này là before, cái là going out là viết lại thôi, là tiêu liền. Đó. Giờ ta phải lưu ý ha. Lưu ý là sau cái bước in này các em phải lưu ý. Cái có cụm bước in ở cuối là phải lưu ý liền. Đây là nguyên tắc, cái nguyên tắc là gì? Khi người ta rút gọn cái bước in có thể đầu ở cuối gì đó. Là khi chủ ngữ, hai chủ ngữ giống nhau. Mà khi làm bị động thì các em biết bị động là chủ ngữ nó sẽ thay đổi. Thì lúc đó mình dùng bước in nữa là tiêu. Là nó sẽ nghĩa khác. Cái bước in này hồi nãy cái người kia, cái đối tượng kia làm mình là bước in. Bây giờ đổi chủ ngữ thì nguyên tắc hai chủ ngữ nó giống nhau, thì lúc đó đổi chủ ngữ thì cái hành động bước in nó cũng đổi theo, là sai nghĩa liền. Đó, cái này gì thí dụ như thế này một cái nè ha, cho các em thấy cho rõ. Dùng bước in kiểu này, thí dụ đây là tôi đóng cửa bất cứ khi nào đi ra ngoài. Đi ra ngoài đây là hãy tự hiểu chủ ngữ hai cái này, đây ngoài là tôi ha. Thì trong đây phải hiểu là cũng như là tôi đi luôn. Nè, tôi đóng cửa, nhưng mà bị động là cái cửa, lúc sau cái cửa nó nhảy ra làm chủ ngữ nè. Thấy nha, cái cửa làm chủ ngữ. Thì nếu mình dùng go in này thì nghĩa là hai chủ ngữ giống nhau là cái cửa nó đi ra ngoài sao? Trước work ở chỗ đó. Do đấy khi gặp cái câu bị động mà gặp bước in như thế, có thể là before, after, tất cả những cái liên từ nói này mà nó đi với bước in thì em phải dùng chủ ngữ thật cho nó trở lại. Thì thầy
chủ ngữ thật hồi nãy ban đầu là ai nè, tôi ở đây, tức là tôi đi, thì dưới đây phải viết lại tôi. Rồi chia thì cái verb này, đây mình thấy là quá khứ thì mình chia quá khứ như chỗ này. Đó là một cái đời cần nhớ vậy ha, đối với câu bị động. Rồi tiếp theo sang số 7 thì các em để ý khi mà mình chú ý những cấu trúc, ví dụ biết lại câu là would rather là mình nhớ ngay tới những cấu trúc là thích hơn, would rather, rồi refer là tùm lum đó, thấy là would refer ha. Thì dưới đây would rather thế này là mình nhớ tới cấu trúc có đồng nghĩa thế nào ha. Là thì đây mình thấy là sao would rather là mệnh đề là lùi thì, tức là dùng quá khứ gia định đó. Các em thấy chỗ này ha, you là một cái mệnh đề mới thì ra là động từ nó phải lùi về quá khứ gia định là went, dù bây giờ mà nó dùng quá khứ gia định ở chỗ này. À, còn nếu mà không có, ví dụ mình thích thôi, mình không có thích người khác làm, mình thích làm trực tiếp, thì chỗ này nó sẽ có cái verb không có chủ ngữ, thì lúc đó thì nó sẽ là dùng nguyên mẫu. Có những cấu trúc mà nó có hai cái cấu trúc, những cái chữ nó có hai cấu trúc mà mình thường thường mình có nhớ có một cấu trúc à, thì cái mình làm quen luôn. Thí dụ mình nói would rather, would rather là lùi thì, dùng quen gì đúng. Cái anh ta cho would rather không có chữ you chỗ này, có chữ go đây, mình cũng sai, mình quen luôn à, mình sai anh đó, phải để ý. Thì này thì mở rộng thêm với em là cái những cái chữ nào mà đi với quá khứ gia đình đó, tức là gặp nó phải lùi thì á, thì đây có những chữ nè ha, as though nè bằng as if thôi, là y như thể vậy đó. Trong tiếng Anh mà nó lùi thì người ta gọi là giả định, là cái chuyện không có thật á. So as if là y như thể đó, chứ không phải thiệt. À, wish, wish là ao ước nè, chứ đâu có thật đâu. It's time time là đã đến lúc nè. À, là cũng xem xém, ý muốn của mình không phải là thật, nhưng mà ý muốn mình reward đó là thích hơn nè. Cũng ý muốn của mình muốn người khác làm gì đó, hoặc là mình làm gì đó. Nhưng bằng what sooner. Rồi if only thì bằng với I wish, cũng là ước đó. Các em để ý không? Những cấu trúc này 6 cái. Thì sao 6 cái này mà có mệnh đề ha? Có mệnh đề thì mình phải lùi thì về học bậc. Đó, as if pseudo. Còn lưu ý cái quýt đó, thì là cái quýt này là đi mệnh đề thì nó lùi, còn nếu mà đi với vớt thì nó dùng to bình thường. À, cái is high time này cũng vậy, có mệnh đề thì lùi thì, nhưng mà không có mà có động từ thì nó dùng to. Would rather thì có mệnh đề lùi thì, không có mệnh đề có động từ thì dùng nguyên mẫu. Đó, if only, còn mấy cái này thì là nó có mệnh đề rồi ha. Câu số 8 thì đây mình thấy ngay là có ngoặc kép mà dưới đây dùng accuse nữa, là em nào hướng dẫn chút là biết là đây là câu thường thuật rồi ha. Là phải thuộc công thức, chứ không thuộc công thức chứ accuse này làm như cũng như không phải không. Thường thức to accuse somebody of nè, doing something thì phải biết cái chỗ này giới từ of là mới được, tố cáo ai về việc gì. Thì ở đây dùng là have stolen là chứng tỏ là đây trước thì thôi. Tức là các em thấy là you did là chỗ này quá khứ nè, trong thường thực lắng lẽ là hiện tại, nó dùng quá khứ tức là xảy ra trước đó nữa, thì mình nên dùng sao open, dùng having v3 chỗ này. Thường là vậy. Còn nếu mà không có thì ta dùng đường vứt in không cũng được, tạm được ha. Nói trường hợp trắc nghiệm nên mình chọn cho đúng. Tới câu số 9. Câu số 9 thì đây mình thấy cái cấu trúc này thì là cấu trúc gia đình nè, xe bảo. Xe bảo thì nó có hai cái đáp án là chủ động và bị động. Nếu mà chủ động thì have somebody do something. Đó, cộng là have something done là cái như V3 chỗ này. Nhưng mà nói chứ somebody something chỗ này chỉ tính tương đối thôi nha. Nhiều khi là bị động cũng có người được, chứ không phải là vật mới dùng bị động này đâu ha. Thí dụ sai người mà đi giết ai đó thì nó con chỗ này nó vẫn dùng người được. Chứ không phải không. Thì các em xem cái cấu trúc này nó đặt điểm chỗ này nè. Cấu trúc xe bảo các em thấy là nó có cái sở hữu chỗ này nè. Ha, người nào đó làm cái gì cho của mình, của một đối tượng nào đó, có thể là của tôi, ở đây là thầy ví dụ là mine là của tôi đi, có thể là her là his gì đó, tùm lum cái sở hữu chỗ này.
thì cô viết lại câu đó là sẽ lấy cái người đó, cái người mà sở hữu trên đây, như đây là mai của tôi thì nó sẽ lấy tôi, cô ấy nó sẽ cô ấy. À, là cái em biết ngay đấy là nó là câu thuật loại sai bảo đó. Chứ mình nghĩ ủa để ý nó nhìn từ đó cuối không có chữ ai đâu, tự nhiên chữ ai biến ra. À, biết ngay cái sở hữu này nó đem ra thì là thể sai bảo đó, là phải dùng cái chữ ham này, sai bảo là gốc của nó đó. À, dùng chủ động bị động gì cũng được, mà thường thường là ta dùng bị động chỗ này nhiều hơn. Thì mình sẽ lấy cái vật đó ra đây, cái mình dùng V3 chỗ này, công thức thì em biết rồi. Câu số 10 thì mình nhìn thấy ha, thấy đề ít thì em nhìn thấy đề nó có show đây, nó có that chỗ đây. Show that là mình biết cấu trúc. Thường thường em phải nhớ bốn cấu trúc có liên quan với nhau là show that, so that, ha, to to enough đó. Bốn cấu trúc này nó dính liền với nhau, nó đổi qua đổi lại thì mình thấy đây là so that, thì đây mình nghi là so that chứ chúng đâu hết, mà mình thấy ít đầu câu là mình biết so that là cái chắc này. Là so that nè. À, thường thường so thì các em để ý công thức đó, so rồi ở anh là tính từ danh từ, so là phải có danh từ chỗ này. À, còn so thì cái tính từ tương tự thôi. À, cấu trúc nó biến đổi qua lại thế này. Câu 11 nha. Câu 11 thì cũng cấu trúc biến đổi qua lại thôi. Cấu trúc này em thấy x thì nhớ nghe, x take ha, x take somebody thời gian và to do something đó là nói mình mất cái thời gian ha. Cái người này là có khi có hay không tùy theo ha. Nếu mà người cụ thể thì mình dùng, còn nếu chung chung thì dù mình nói là chuyến bay từ đây Hà Nội mất bao lâu á thì ai cũng vậy hết, người nào ngồi trên máy bay cũng mất thời gian đó, thì thường thường người ta không có dùng cái người vô cho đây. Ha, dùng là x take không từng 2 tiếng đồng hồ ha, to fly bay đến Hà Nội từ Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội chẳng hạn, thì người ta sẽ không có dùng cái người, tức là tùy câu. Trên đề đây là Mary nè, spend, cái để ý là spend thời gian, còn work in chỗ này nha, spend khoảng thời gian. À, mất bao nhiêu thời gian đó để làm hành động gì, thì đây mình dùng là x thúc, để ý hai cái thì này với giống nhau nè, nó hiện tại dùng hiện tại quá khứ dùng quá khứ nha, chứ làm cho đúng mà cái thì này trước quá cũng như không, thì người thời gian thế này đổi thành to nè, ở trên này in spend thì đi in, còn mình đây mình không có spend nữa là thúc động từ take thì nó sẽ đi to infinity cho đây. Nếu em xem cứ câu 12. 12 thì mình khi mình câu đề mình sẽ thấy là thành công succeed được in, succeed thì đi với từ in này, với từ thì xong đó nó cũng động từ thêm in này nữa, rồi thành công trong việc gì gì đó, thì các em để ý phải biết cái cách dùng cái động từ manage, manage to ability là mình làm được việc gì đó, cái việc gì đó rất là khó mà mình làm được, chứ dễ thì người ta không có dùng chữ manage to này. Là thí dụ mình nói là tôi đã đậu được đại học tiếng Việt, mình hay dịch dịch chỗ này là chữ được lắm. À, chẳng hạn là tôi đã thắng được anh ta, tôi đã đậu được đại học, à, tôi đã xây được căn nhà, tức là việc gì khó lắm thì mình dùng là manage to infinity là cái đó. Câu 13 thì nhìn ngay mình thấy cấu trúc là refer đây. À, thì đây nó cho chữ đờ là mình không biết đờ này là gì. Đờ là có thể là what, tức là hết. Nhưng em để ý thấy chữ refer là những cái đừng, cái cấu trúc nào liên quan là thích thì nó sẽ là mình biết ngay là would rather. Có ba cấu trúc em lưu ý này nó đồng nghĩa nhau đó. Would rather thì cộng ability này, quan trọng như cái chữ đi đôi với nhau là than rồi ability. Ha, refer thì thường nó cần work in, the to work in. Cho em thấy cái chỗ mấy trống trống này, chỗ màu đen này nó phải trùng với nhau. Benfinity thì benfinity, tức là từ nguyên mẫu đó. Work in thì work in. Ha. Rồi cái would refer thì nó lại là to infinity, rồi nên nó phải rather than benfinity chỗ này. Rắc rối đó. Do đó mình nhớ cho kỹ. Would rather nó lại khác, mà would refer lại khác. Thì nghĩa nó cũng tương đối với nhau thôi. Ha. Đó. Qua câu 14 thì you don't need, thì em thấy là don't need là không cần, câu này rất dễ, không cần làm gì đó
Nhưng mà dưới đây nó lại không dùng chữ you, nó lại dùng cấu trúc là chữ it. Để một chữ it thôi. Và nó để it is, it gì đang đỡ này, it không. Thì mình sẽ hiểu là cái cần này nó sẽ biến qua loại từ khác chẳng hạn. Cấu trúc style rồi đó. Thì đây nó biến đổi là gì, tính từ. Nó thì không cần thiết cho bạn để làm gì đó. Chữ you này xuống đây. Đó. Thì đây có chữ need này, thì thấy cái em làm trên đó đó, có em nộp lên thầy là dùng chữ it is no need ha. Thì thầy vẫn phân tích luôn, còn ở đây là câu em dùng như là sai nha ha. Thì sai không được, cái dùng cấu trúc là it is no need ha. The no need là một danh từ, danh từ là mình phải dùng chữ there, giống như nãy giờ there is, đây là có ha. Đây là có một cái, tức là không có, không có cái gì cần này thì nó đi với đi, thì cộng danh từ. Còn it is này mà cộng danh từ là không được, nó nghĩa là nó là, nó này là chủ ngữ giả mà sao mà là cái không, không không cái sự cần thiết này. Do đó ở chỗ này cấu trúc thì không dùng it is với no need nha, mà dùng there. This no need là to infinity gì đó. Đó lưu ý hai cấu trúc này bóp mà rút kinh nghiệm. Chờ qua câu 15. Câu 15 thì các em sẽ thấy có một cái cấu trúc là nó không làm gì đó ha. Một chủ ngữ không làm. Rồi nó có chữ anymore chỗ này. Là mình khi gặp anymore thì các em phải nhớ ngay cấu trúc gì đã học rồi đó. Not cộng anymore. Mà quan trọng nhất là các em nhớ là not mà cùng any thì bằng no ha. Do đó mình thấy chữ no này là mình biết ngay là no more rồi ha. Cấu trúc mình no more thì đương nhiên phải đảo ngữ rồi. No more. Phủ định đầu câu là phải đảo ngữ. Ở đây hiện tại thì mình đảo the ra trước. Cấu trúc em để ý là not anymore thì bằng no more. Có khi người ta dùng longer thì mình bằng no longer thôi. Hai cái này nói chung là nghĩa nó cũng tương tự nhau, cũng khác biệt chút ít thôi. Đó, em thí dụ nè. I don't eat anymore, tôi không ăn nữa. Vị trí của no more thì đứng trước động từ. Nhưng mà not anymore thì anymore là đứng cuối. À, khi đảo ngữ thì no more thì các em phải đảo ngữ cái này. Qua câu 16. Rồi sao các em nhìn ngay thấy cấu trúc là to infinity đầu câu nè, là to infinity là cũng làm mà chủ từ đó. Rồi các em thấy là chữ consider x chỗ này. Thì nếu mà không học cấu trúc này thì cũng khó, nhưng mà học rồi thì nè, phải dễ. Em nào chưa biết thì ôn lại luôn ha. Đây là cấu trúc chủ từ giả đó. Em sẽ nhìn lên cấu trúc. Cấu trúc tướng gồm đây là 5 cái cấu trúc, 5 cấp độ của chủ từ giả. Tức là cấu trúc đơn giản nhất, hai cấu trúc đơn giản nhất là 1, 2 nè. Tức là thứ nhất là to infinity làm chủ ngữ. Thường ở đây là to be rồi tính từ danh từ gì đó. Cấu trúc thứ hai là verb in làm chủ ngữ. Hai cái này đồng nghĩa tương tự luôn. Thì bắt đầu nâng cái cấp độ khó hơn. Thì nó có sẽ có that clause, tức là mình đề danh từ làm chủ ngữ. Ba cái đọc này có thể làm chủ ngữ. Xong rồi cái mức độ thứ tư á, thì bắt đầu người ta mới dùng chủ ngữ giả ít nè. Thế chủ ngữ giả, tức là ba cái chủ ngữ này nè. Màu đỏ lên đây nè. Đuổi xuống phía sau, cái thầy sẽ viết cái đây nè. Chủ ngữ giả chứ ít, ít này giả là gì, nó không có nghĩa cụ thể nào cả. Chứ ít chủ từ thật là gì, thí dụ mình nó là con mèo, nó đứng trước mặt tôi, nó màu đen, tức là ít đó là chủ từ thật, chủ ngữ thật. Tức là ít đó là thế cho con mèo, hoặc cụ thể cái bàn, cái ghế, căn nhà, con mèo, con chó, ít đó. Thì người ta chủ ngữ thật bình thường, nhưng mà chủ ngữ giả là không có cái có nghĩa gì trong đây, hoặc cụ thể nào cả, vô nghĩa thôi. Cho có tụ vậy thôi. Đó, ở đây là ba cái chủ ngữ thật màu đỏ đem xuống cuối, chủ ngữ giả viết để chơi vậy đó. À, rồi mấy cái dấu khác cái khúc giữa là màu đen là vẫn giữ bình thường. Lát thầy sẽ cho ví dụ cụ thể con này nói về công thức thôi. Ít rồi to be rồi mấy này viết lại. Tức là câu này có thể biến thành ba cái, ví dụ câu số 1 thì các em dùng là ít rồi to be rồi cái này viết lại là to be. Đó, cấu trúc 2 thì chỗ này vứt in, cấu trúc 3 thì đặt clause chỗ này. Đó, tới cái cấp độ thứ 5 là khó hơn, tức là nó chuyển biến từ cái số 4 qua số 5. Thì người ta sẽ thêm một cái chủ từ ở đầu nữa.
là thêm một trong các động từ này. Thường thường sử dụng cái năm năm động từ này phổ biến, còn nhiều nữa nhưng mà cái lưu ý năm động từ phổ biến này. Rồi cái chữ ít nó là nằm ở đây, chữ ít ngoài đầu câu nó là nằm đây. Rồi mới viết lại phần này, như đặc biệt lưu ý là cái to be này biến mất nha, là không to be nữa, tại vì đây chủ ngữ thì to be là chia thì, còn đây chủ ngữ thế động từ, còn ít này là thành tốt từ rồi. Rồi không dùng to be nữa mà dùng thẳng tính từ hoặc là danh từ, rồi phía sau là dùng cái chủ ngữ thật. Mà lưu ý chỗ này là cấu trúc này người ta không có dùng bước in nha, trên đây là có ba cái to in hoặc that clause, mà chỗ này thì chỉ dùng to thôi hoặc that clause. Nếu đề cho that clause thì dùng that clause, cho to thì dùng to, cho in thì cũng phải đổi sang to à, chứ không được để chỗ đây. Được, em mở rộng thêm ôn lại cái chủ ngữ giả này trong cái bài viết của thầy trên diễn đàn luôn nè nha. À, như nãy thầy nói nè, đây có ví dụ luôn, nãy chỉ lý thuyết thôi. À, đây là quyển sách của tôi, nó thì rất là hay, là tức là chữ ít này chủ ngữ thật nè, ít này là thế cho quyển sách, như là chữ ngữ thật đó. Còn chủ ngữ giả thì giờ mình nghĩ như câu này chủ ngữ giả nè, nó thì rất là thú vị để xem bộ phim này. À, nó này nó cái gì à, cũng không phải bộ phim nữa. À, nó vô nghĩa do đó ta gọi là chủ ngữ giả đó, một ví dụ vậy thôi. Thì trở về cái bài học nè, thì nãy cấp các cấp độ á, nãy bên kia mình coi chỉ là công thức thôi, bây giờ có ví dụ cụ thể luôn. Đối với to infinity nè, làm chủ ngữ ha, thì các em sẽ thấy trong đây nè, học tiếng Anh thì có to learn English, việc học tiếng Anh, hoặc là learning English đó, cái to cái in này như nhau thôi thì có đó, hoặc là that clause thì các em đây là thấy ví dụ cụ thể nè, một cái câu đầy đủ như thế này ha, nó là câu chứ không phải là mệnh đề danh từ, nó cũng không thể nào làm chủ ngữ cho chữ y này được, nếu mà không có chữ that thì nó sẽ sai ha. Đối với một câu đầy đủ mà tự nhiên mình thêm chữ that trước nó thì cái câu đó tự nhiên nó sẽ biến thành mệnh đề danh từ, thì gọi là that clause, thì lúc đó nó mệnh đề danh từ tương đương một danh từ, nó làm chủ ngữ cho is, ok đó, thì gọi là that clause ha. Em thấy một câu bình thường một cái chữ that đứng trước là nó đó. Qua cấp độ 2 này dùng cái chủ ngữ giả vô, các em thấy với câu trên nè, thì ví dụ ở đây là nãy là to learn English đầu câu thì nó sẽ nhảy phía sau ít thế vô ha. Nó thì là khó để học tiếng Anh hoặc là lên để English in cũng được đó, còn cái này nguyên mệnh đề để sẽ sao ha. Rồi, cấp độ 3 các em thấy nè, là nó thêm mấy chữ thường thường là we hay là chữ gì đó, chữ we là thông dụng nhất. Đó, các em này thấy ví dụ rồi, we think it, đây là tính từ cái chưa, đây mất to be nè, là nhớ bỏ to be như nãy thầy đã nói rồi. Còn trước sau là to learn và the that clause, không có bất in như này. Đó. Còn thì thí dụ ở đây là một danh từ nè, đối với nãy trên là tính từ không. Là metron là found là công từ đó là ít chứ người giả, rồi to be này ta bỏ nè, lúc sau danh từ giữ lại, nói chung là tính từ để tính từ danh từ người ta cho sẵn hết, chữ giữ lại thôi, rồi that clause mình thay để dưới đây đó. Đây cũng có cái ví dụ đây nè, nãy quên cho coi rồi đó, đây thấy rõ hơn ha, to in that clause chủ ngữ giả vô để ba cái chữ thật xuống như này, là cấp độ cao hơn để chữ ngữ x này bỏ to be đây ha, to that clause không có cấu trúc cái in. Rồi, cái này mở rộng thêm ha, cái danh sách này là ngoài cái năm động từ hồi nãy đứng trước đó thì có thêm một số từ trong đây nè, cũng có thể mà dùng cái cấu trúc đó. Tới 16 động từ có thể đã áp dụng cái cấu trúc đó, ngoài nãy là cho Billy consider rồi đó, mình biết thêm mấy cái này. Câu 17 thì bây giờ này, cái này là tôi đảo ngữ mà không biết không làm gì được cả, không thể nào hiểu mà chữ add no này là cái gì cả ha, em phải hiểu cấu trúc thì mới biết được. Đây là add no time ha, nghĩa là không bao giờ,
bây giờ chuyện đó xảy ra cả. Đứng đầu câu thì là đảo ngữ ở đây thôi. Em xem thêm cái cấu trúc đầy đủ ở bên bài đảo ngữ. Thì giờ cấu trúc đảo ngữ cơ bản thì thầy viết trên diễn đàn rồi ha, in forum in time.mat rồi. Hả? Theo mẫu này. Hả? Em nào có sạc thì sạc ha. Còn cái liên quan tới bài thì thầy chỉ cắt một số, cái này nâng cao thôi ha. Một số cụm từ đi tỉ nhau trong cấu trúc đảo ngữ nè. No sooner than nè. Bằng gì hardly or scarcely when nha. Chú ý cái này. Nghĩa là vừa mới thì đã đó. Nhớ đi đôi no sooner than ha. Rồi hardly thì when. Để ý chỗ đó. Hoặc là cấu trúc là not until. Đảo ngữ phía sau nè. Mãi cho đến. Nhớ là not until nó không có đảo ngữ liền ở chỗ này. Mà phải viết hết vấn đề rồi bắt đầu nó đảo với sao. Đặc điểm cho đó. Rồi mấy cái này mới quan trọng là liên quan tới bài tập gì rồi nè. Để ý thuộc mấy cái này chứ để ghi không thuộc. Thí dụ tôi viết là on no mà không biết cái chữ gì ở đây. Người ta ba chấm mà thôi mình bí. Thấy chưa. Người ta phải thuộc cấu trúc của nó. On no account. Đó. Nghĩa là không gì một lý do gì cả. Giống như cái cấu trúc nãy đó. Rồi đây nó phải đảo ngữ. Các em thấy gì nè, những hồ sơ này không được thay đổi vì bất cứ lý do gì, không có lý do gì mà những cái này phải được thay đổi cả. Rồi cái chữ thứ hai là on no condition, là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không làm gì đó. Có no là phải dịch không ha. Trên là on no account, ở đây là on no condition, nó là cũng đảo ngữ. Nó có must đảo must, có should đảo should, không có thì câu có gì mình đảo nấy. Đó. Rồi tới cụm thứ ba nữa các em mới là under no circumstances. Đó. Để người ta viết thường thường không cho hết đó, người ta cho hai chữ là cùng rồi. Ta cho under no là mình phải biết viết tiếp chứ circumstances chỗ này nhớ số nhiều nha. Ha. Rồi bắt đầu đảo ngữ. Tức là dù trong hoàn cảnh nào, circumstances là hoàn cảnh đó. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không nên làm cái đó. Nhớ có dịch nghĩa không vô nha, nó có no trong đây. Rồi tiếp tục là add no time. Có thời gian này là không bao giờ à, cũng đảo ngữ chỗ này. Không bao giờ tôi cảm thấy chán. Là lưu ý khác là not có any bằng no thì mấy bài trên đã biết rồi à. Những ví dụ lưu ý nè. Đây not nè. No nó để cách xa nè. Đó. Mà đề nó cho in no chẳng hạn, nó cho ngay chữ in no trước chấm chấm. Thì các em phải biết chữ no nó lấy từ đâu, lấy từ not với any gom lại nè. Chữ quay này đương nhiên phải đem theo luôn, không có được bỏ à. Rồi tới đảo ngữ. Một điều lưu ý nè, nếu câu đề là câu mệnh lệnh không có chủ từ thì mình phải thêm chủ từ vô. Mệnh lệnh các em mới nhớ là câu mệnh lệnh là chủ từ you đó. Ví dụ như đây nè à, đừng bao giờ ở nhà một mình ha. Nhà một mình nó ma cắn chết. Đó. Thì nó sẽ có dùng cấu trúc là in no circumstances. Đó. Đây là cái ý lời khuyên vậy đó, mình phải tự thêm suốt vô. Rồi mình tự thêm chủ từ you vô chỗ này à, hai cái này là mới nè. Mình phải biết đừng bao giờ ở nhà một mình, tức là trong hoàn cảnh nào bạn cũng đừng nên, không nên khuyên người ta dùng suốt. Thường thường suốt với must là xài nhiều nhất. Must là bắt buộc, suốt là nên. Một cái nói thêm luôn, thầy sẵn này nói luôn, đã gửi trong so sánh nè. Thấy số em là diễn đàn hỏi là vẫn chưa nắm cái này. Để ý chữ than này ha, ý chữ as trong so sánh nè. Than sinh hơn, as sinh bằng. Thì với sao đó, thì cũng có thể đảo ngữ mà không đảo cũng được. Nhưng mà nếu đảo thì mình cũng hiểu lý do sao đảo. Cái câu này nè, Lan thì cao hơn là mẹ cô ấy. Thì chứ sao ta sẽ viết tắt ra luôn từ chỗ này, chữ y sẽ nằm đây ha. Hoặc là nếu có thể là can, hay là do, the, did gì đó. Tùy theo ngoài vế này, vế này nó có y, thì đây là y. Còn thí dụ nó không có thì đây phải mượn trợ từ do the did thì theo ha. Thì người ta có thể là đối với lúc này cái chữ is ta không để đây mà ta đem lấy trước chỗ này nè. Mình thấy hơi kỳ lạ thôi, không biết sẽ thấy lạ nhưng biết rồi thì bình thường. Mình phải hiểu đó ha. Chứ không phải chữ is liên quan gì tới trước đâu. Nếu có thể là do the thì cấu trúc vô luôn. Mình cũng không nên dùng chỉ chắc rắc rối, nhưng mà đề người ta dùng thì mình phải biết. Mình đừng có nghĩ nó là sai. Rồi câu 18.
Phương Nam này chủ yếu là hiểu nghĩa cái từ can't afford đây, can't afford something là đủ tiền để mua cái gì đó, mua vật đó. Em nhìn ví dụ là can we afford a new car, là có đủ tiền. Nó có thể cái afford này có thể cộng danh từ hoặc là có thể là to infinitive. Mình phải hiểu chỗ này, đủ tiền mua, đề nó là too expensive là quá mắc, mua không được, tức là mình không đủ tiền mua. Đó, hai cái đó tương đương. Đó, cái câu này nó mới rắc rối nè. Cái này là cấu trúc gì đây? Cấu trúc là tính từ ghép nè. Đây danh từ chính nè, 2 months là cấu trúc tính từ ghép ha. Tính từ ghép thì nó bao gồm gì? Số đếm và một cái gạch nối và một cái danh từ, mà danh từ này nhớ là tuyệt đối là không có thermet ha, tức là nó đã tính từ mà không thể thermet cho đó. Còn gạch nối này nữa thì phải hiểu cho cấu trúc này, nhưng mà dưới đây mình không còn tính từ nối, nó phải thermet trở lại nè, tức là nó là một cái chuyến đi kéo dài 2 tháng nè. Thì cái chuyến đi này dùng động từ last, kéo dài 2 tháng, nhớ thêm s vô. Trên là was quá khứ thì động từ last ví dụ quá khứ đó. Tới câu 20, người mẹ giận dữ bởi vì là con gái là làm bể cái ly ở đây nên, tại vì chữ because nó dùng mệnh đề thoải mái rồi, còn tự nhiên cái nó dùng chữ with này là giới từ, giới từ sao đi được mệnh đề, đó là do đó giới từ với đi cụm từ thôi, mình làm sao mình biến đây. Đó, thì em để ý vào cái cấu trúc này ha. With her daughters having broken the glass, tức là cái chỗ này các em phải dùng cái sở hữu và một cái verb in. Sao giới từ thì thường thường là verb in, đúng gốc là verb in, nhưng mà verb in đó nó là khác chủ ngữ thì phải thêm cái sở hữu vào chỗ này cho người ta biết của ai, chứ nếu không người ta lại không biết chủ ngữ là cái của cái verb in hành động này là ai nha. Cái này thì nói thêm như này nè, các em thường thường các em chỉ nghĩ là sao thông dụng nhất là sao giới từ, ví dụ như này for thì động từ là verb in, ha, cái này thì dễ. Nhưng mà các em không có để ý này, cái cấu trúc nó có thể thêm một cái sở hữu vô chỗ này, ha, cái sở hữu có thể đứng trước một cái verb in. Verb in này nó là children, là danh động từ, do đó nó có hoàn toàn có thể đứng, có sở hữu đứng trước. Khi cần thì mình có thể thêm sở hữu vô chỗ này. Đó, giờ đã trở về cấu trúc đó thì em tập làm quen, là sở hữu thì đứng trước verb in là chuyện bình thường chứ không có gì lạ ha. Thế hiểu câu này là nói before nè, cái này nãy thầy nói trên rồi, cách biến đổi câu á, lần đầu tiên làm chuyện đó thì chưa làm chuyện đó trước đây đó ha. Thì dễ rồi. Tóm gọn là chỗ này như nè, chưa bao giờ trước đây ha, thì lần đầu tiên làm chuyện đó. Cấu trúc này hoặc một cái cấu trúc này thì cũng cái để ý cách dùng ha, prevent or stop somebody from doing something nè, nó ngăn chặn, nó cản trở cho một cái người nào đó không làm được hành động kia, thì dùng phía từ from chỗ này. Thì để ý cái đề, ví dụ nó là Tom có thể là không khỏe lắm nhưng nó vẫn là cái như là sống ha, thoải mái là làm động nó được đó. Tức là sức khỏe yếu của Tom là không có ngăn nó được cái hành động là nó là sống là thoải mái, vẫn là vui vẻ đó. Câu 23 này là wifi, nhớ là cấu trúc không, cái này là cái chung cấu trúc hồi nãy chủ cư giả đó. Phải x rồi tính từ rồi dot clause chỗ này, biến đổi qua thôi. Câu 24, đây là cách tốt nhất để làm điều đó, mình dịch tiếng Việt nè, cách tốt nhất để làm điều đó thì không có cách nào tốt hơn, cái mình dịch vậy đi cho quen, không có nào tốt hơn. Thì có câu hỏi là cái đây là có phải là cái món ngon nhất của tiệm ông không, hay là không có món nào là ngon ngon hơn cái món này đó. Có nhiều cách, như de là nhớ là to be nè,
B thì nó để no đi danh từ được. Câu 25 thì các em sẽ cấu trúc là nó dùng cấu trúc without chỗ này. Without là giới từ là dùng bất in. Bất cứ khi nào, tức là đề nó bất cứ khi nào nó cũng làm chỗ đó, cũng làm cái gì đó, thì không bao giờ gì đó mà không làm cái hành động đó. Đây là một cái cấu trúc. Em để ý dịch nghĩa này có thể thay đổi, nhưng mà cái ý nó vẫn nằm thế này nè. Bất cứ khi nào mẹ tôi đi đến đâu đó thì bà ấy mua món quà. Mẹ tôi không bao giờ đi cái đó mà không mua món quà, mà không làm chuyện đó. Rồi, câu đúc 26. Câu đúc 26 nãy mình có đọc rồi. There's no need đó. Nhớ không có dùng là it's no need nha. Mình chỉ có there thôi. Nó nhắc lại cái nãy. There's no need to do something. Not worth. Worth thì cộng với lại với in là không có đáng. Không có đáng. Thì đây nó không cần. Rồi, câu 27. 27 là câu là bị động thôi. Mình thấy cấu trúc là it is rumor that, mình biết rồi ha. Nhưng mà có cái là lấy hai cái bị động nó đổi nhau. People say that, nhớ là trước thì nha, xảy ra trước thì đó. Thì các em cái những trường hợp sau đây gọi là trước thì nè. Thí dụ với đầu hiện tại, với sau nó quá khứ, thì mình gọi cái quá khứ này là trước thì hiện tại này. Hoặc là cái vế đầu nó là hiện tại mà cái vế sau nó là hiện tại hoàn thành, thì cái hiện tại hoàn thành nó xảy ra trước hiện tại thì gọi là trước thì. Vế đầu quá khứ, vế sau quá khứ hoàn thành, thì quá khứ hoàn thành nó cũng gọi là trước thì có quá khứ đó. Vậy trở lại bài, các em thấy nè, cái câu của vế đầu nó là is hiện tại nè ha, mà cái sau nó lại là quá khứ nè, was quá khứ nè, thì mình xem cái động từ này thì nó trước thì cái is. Do đó khi làm bị động mình phải dùng cấu trúc là to have v3 ha, là để to have v3 cái này to be, cho nên mình dùng been. Còn không trước thì mình dùng to be bình thường thôi, trước thì mình dùng to have v3 cho này. Câu 28. Câu 28 thì mình tự nhiên mình dùng must chỗ này, mình nhìn thấy câu đề mình nó ủa là phải, bạn phải làm cái gì đó, mình ra lệnh người ta, mình bắt buộc người ta làm cái gì. Nhìn đề nữa, tôi chắc chắn rằng bạn đã lấy đây chiếc giày của tôi đó, mà mình bắt người ta phải làm gì ha. Do đó cái modal verb em phải nhớ tới một điều vô đây cho thầy, đó là must, nó modal verb nó còn một cái nghĩa nữa là dự đoán ha, chứ không phải là bắt buộc. Nghĩa bình thường là bắt buộc, dự đoán chắc chắn ở quá khứ. Tôi chắc chắn rằng bạn đã lấy giày tôi, tức là bạn chắc chắn hẳn đã lấy giày của tôi. Khi các em thấy mà một modal verb một phía sau nó có have v3 là chuyện ở quá khứ đó. Cái này học modal verb rồi, bây giờ ôn lại chút xíu. Rồi mở rộng ra cái dùng modal verb chút xíu thì nói luôn, cái modal verb là những cái gì được can, must, may rồi đó, thì nó có thường thường là bốn cách dùng căn bản của nó thế này. Cách dùng bình thường, bình thường là mình chia thì bình thường thôi, không nói tới nó. Còn nói cái quan trọng nhất là cái dự đoán này nè. Khi mình dự đoán điều gì á, thì dự đoán nó có hai cái: dự đoán hiện tại và dự đoán quá khứ. Ở đây mình đang học quá khứ thì nói dự đoán quá khứ luôn. Thì dự đoán quá khứ á, thì nó có bốn cái cấu trúc, các em cần lưu ý chỗ này. Dự đoán gì khả năng thì cấu trúc của nó là gì: must, could, may, might đó, cộng 2v3, nhớ là không có can chỗ này nha. Thì mình dự đoán một điều gì đó chắc chắn đã xảy ra. Must thì dùng chắc chắn đã, could thì có thể đã, còn mấy cái này có lẽ đã, tức là mình dự đoán càng ngày càng cái mức độ chắc chắn nó giảm dần. Do đó các em để ý chỗ này. Còn đối với cái cách dùng B thì nó là mình dùng chữ should, riêng một chữ should thôi, should 2v3 là mình nói là sự trách móc, đáng lẽ nên nên làm mà thực tế trong quá khứ lại không làm đó. Còn đối với C thì nó could have v ba, cái này để ý, cái này nó trùng bên đây nha, cái này cũng có could have v ba, cái này cũng could have v ba, hai cấu trúc y hệt nhau nhưng mà là nghĩa khác nhau. Bên này là dự đoán,
bên này là có khả năng làm được mà đã không làm. Do đó mình phải dịch cái đề cho kỹ coi nó nghĩa nào rồi chọn cái đấy ha. Còn với D thì đối với từ need riêng, khi các em gặp need 23 thì là đáng lẽ cần làm mà mình không làm ha. Đó, từ cái chỗ này. Do đó nó tóm lại, khi gặp một modal verb bất cứ chữ gì mà phía sau nó có 2v3 thì chuyện đó là xảy ra quá khứ. Đó. Rồi và câu 29. Câu 29 là thấy đây quá khứ mà chữ 2 này là biết hiện tại hoàn thành, là có chút hồi nãy học rồi ha. Cho rải ra thôi. Nhưng mà là nhớ chỗ này nè. Nãy là nói cái chỗ kia là nó bị sai chỗ gì đó. Câu này là không khó nhưng mà mức độ nâng cao cái gì? Có thể thì nó đề thì đại học nó có thể ra câu như thế này ha. Chứ thường thường mấy câu mà đổi qua mà động từ ở trên đây với đây là một thì cấp độ là dễ thì tốt nghiệp thôi, mà đại học nó sẽ đổi thì mình không thể nào mình nghĩ là tự nhiên ở trên đây bóp mà dưới đây là động từ hết, động từ on đâu ra ha. Đó. Chưa gặp thì không bao giờ làm được cả. Do đó các em nếu mà gặp rồi thì đáng ghi nhớ bóp mà làm. Tại sao như thế? Các em phải hiểu tại sao cái từ này mà sao nó biến đổi chữ này, để nguyên có sai hay không. Ở đây là sai tại sao? Các em biết là hiện tại hoàn thành mà cộng for cộng khoảng thời gian thế này là chỉ một sự việc nó sẽ ra quá khứ mà nó kéo dài cho tới hiện tại luôn cũng còn thực hiện. Thì mà nói tôi ngủ 3 tiếng đồng hồ, tức là từ hồi nãy giờ tới bây giờ cô vẫn còn ngủ, cũng liên tục không có ngưng. Đó, tới bây giờ vẫn còn. Do đó nếu các em để chữ bot này mà vô chỗ này mà không thay đổi thì nó sẽ mang nghĩa gì? Cái dịch nghĩa ở đây nè, tôi đã mua cái áo đầm này cách đây 3 tháng. Có cái áo đầm mua một lần thôi chứ mấy, cách đây 3 tháng mua cái là mặc suốt chứ đâu có là mua hoài. Nhưng mà vô tình các em để chữ bot dưới đây thì sẽ dịch thành gì? Tôi đã mua cái áo đầm này 3 tháng trời nay rồi, tức là ngày nào cũng mua, hoặc là mua suốt, mua từ đây tới đây, mua hoài. Con cái áo là đem bán rồi mua rồi bận mặc rồi bán là mua lại nè, mua tới mua lui hoài á, vô lý chứ. Giờ đó là chỉ mua một lần thôi, không phải kéo dài được. Giờ đó là cái hành động kéo dài là phải đổi qua hành động khác, tức là mình mua xong là mình sở hữu nó, là mình có nó. Giờ đó động từ hết là có, động từ on là sở hữu, là sở hữu nó, tức là sau khi mua rồi 3 tháng nay là mình có nó luôn, có tới bây giờ vẫn có. Do đó là đổi lý do đó. Sau này nhớ nha, chữ bot là không bao giờ mà dùng hiện tại hoàn thành được chỗ này. Nhờ câu 30. Câu 30 là một câu hình thức. Cái này này thấy when là did rồi. When là quá khứ đơn, mà how lại là biết. Là thường thường là quá khứ đơn với là hiện tại hoàn thành hay đổ qua lại lắm ha. Mà hiện tại hoàn thành thì how gì? Thì how long đó chứ gì giờ? Hay biết ngay thôi. Hay chưa? How long thì hiện tại hoàn thành thôi, đâu qua đâu lại như thế, chẳng có gì cả. Rồi qua câu 31. Thì đây là cấu trúc này nó cũng không có, đúng ra chương trình lớp 7 đã học rồi, nhưng mà lại bỏ lâu lại quên. Cấu trúc dùng how với what. How thì đi tính từ đơn từ, còn what thì đi danh từ. Nhớ chỗ này là bất cứ cấu trúc nào cũng vậy, how là đi tính từ đơn từ, còn what đi danh từ. Cái đó đây là how tall nó dùng tính từ, thì giờ mình muốn dùng what thì mình phải đổi cái tính từ cao này ra thành danh từ. Thấy chưa? Danh từ của cao này là chữ height đó. How tall đó. Công thức này how cũng tính từ nha. Đó, còn what thì cộng sở hữu danh từ chỗ này, danh từ có dùng sở hữu chỗ đây. Cách đổi thì đây nè, để ý, phải nhớ biết cái chữ lon mà không biết danh từ của nó viết gì cũng như xong. Cho nên để ý phải nhớ mấy này ha. Đó. Mẹ của Mary thì cao bao nhiêu ha. Chiều cao của mẹ của Mary ha, là cái gì ha, là bao nhiêu đó. Qua câu 32. Hai mình gặp là chữ wish, nhưng mà cấu trúc đề hơi biến đổi chút xíu. Regret, regret là hối hận đã ha. Regret mà không có cái in dịch hối hận đã, thì mình dịch nghĩa tiếng Việt là tôi hối hận đã cho anh ta mượn tiền. Thì giờ ước cái gì? Dịch tiếng Việt cũng đã ra rồi, hối hận đã cho mượn, giờ ước đừng cho mượn vậy thôi ha. Mà vấn đề là quá khứ ha. Tôi ước tôi không cho mượn,
chuyện quá khứ gặp chữ quyết là quá khứ nó lùi về thành quá khứ hoàn thành. Không hiểu đây. Câu 33. Các em để ý nè. Sẽ không able là không có thể nè. Ha. Thì đây nó chủ từ đó giờ ít đây là cái biết phải dùng từ tương đương nào mà cũng không thể vô đây. Ha. Thì đối với vật đó ít là impossible. Để ý nha, mấy cái từ possible là không có dùng chủ từ người vô đây. Là phải dùng chủ từ vật, ít là chủ từ giả. Còn người thì sẽ dùng able, dùng can là có thể, không thể gì đó. Còn vật thì dùng impossible và searchable. Ha. Rồi for somebody to do something cho đây. Rồi câu 34. Cái này cũng như em sai nè. Chúng tôi chỉ trả bao nhiêu tiền đó. For ha. Để ý cấu trúc này luôn là pay còn giá tiền for cái vật đó. Đó. Thì đây nó đảo lên cái bát chỗ này. Thì các em nhiều khi mình thấy là từ phía cuối này là túc từ mình đem lên đầu chắc nghĩ bị động nhưng mình rất work ha. Nói về tiền bạc này kia các em phải nhớ động từ cost trị giá. Ha. Đây là ý nè. Somebody pay tiền, bao nhiêu tiền nó cho cái vật đó, tức là cái vật đó trị giá somebody bao nhiêu tiền. Là để ý là somebody đổi xuống đây nè. Hai cấu trúc này nhớ đâu qua đó lại. Thì câu cuối câu cuối này cho một chữ in không thì là khó. Câu được kiện thì mình thấy in đây là nhớ tới là phòng khi thì có thể là mới ra được ha. In case. In case là phòng hờ chuyện gì đó. Thì đợt này mình thấy là nếu có cái gì khẩn cấp thì hãy là gọi số này. Thì nó là chữ if thì nói rằng là phòng khi ha. Phòng khi có khẩn cấp thì là gọi số này. Thêm chỗ này vô thôi. Không có gì cả. Như là 35 câu đã hết ha. Thì thấy là trong đây là cũng có hai mức độ, có mức độ là dễ tương đương với tốt nghiệp ha. Cũng có số câu khó. Thì khi mình xem bài này thì tùy theo trình độ của mấy em nào mà yếu thì mình học những cái căn bản mình nâng lên, còn em nào mà thấy vững rồi thì học những cái cao hơn, còn mấy cái dễ thì lướt qua thôi. Đó. Nói chung là cũng có kiến thức vững vàng để mà trúng đâu thì mình làm đó cho tốt, đừng có xem thường mới biết là câu này. Yeah, chúc các em thi tốt nha.